Xin chào mọi người nha. Thì sáng nay là một ngày rất là đẹp trời. Thì mình quyết định đi quay cái khu đại gia quanh mình sống cho mọi người xem nha. Thì đầu tiên thì mình xuống mình quay con vịt trời đây. Sáng giờ nó cứ lao đảo đó. Thì hầu như ở bên Nhật á, thì nhất là một nhà có một chiếc ô tô, và xe nó cũng rẻ mà, cũng như chiếc xe máy của mình thôi. Đây là cái khu công viên, rất là sạch sẽ nhưng mà hầu như ít người chơi. Thì ở Nhật thì nó chia ra bốn mùa rất là rõ rệt. Hiện tại đang là mùa cuối thu, thì bên cạnh đó có thêm mùa là mùa động đất và mùa sóng thần nữa, rất là vui. Cái mùa đó thì tâm lý phải vững, động đất xảy ra xong là phải ôm ba lô chạy chạy sóng thần nữa. Thì đây là cái khung cảnh cái khu quanh mình sống, rất là sạch sẽ luôn, hầu như là nhà nào cũng ý thức về cái vệ sinh môi trường, cây cảnh rồi cách kiểu rất là gọn gàng. Thì bạn nào sang Nhật thì biết, thì công việc bên đây nhiều lúc cực nhưng mà nó còn mệt nữa, bù lại lương tháng mình đã thấp nhưng mà không sao, cố gắng thôi, biết sao giờ. Đây, nhà nào cũng có một cái máy vòm để chiếc xe đó, nhìn rất là chỉnh chu luôn. Còn vấn đề ô tô thì vô lăng nó nằm bên phải nha mọi người, còn đi thì phải đi bên trái đường. Nó ngược với Việt Nam của mình là vô lăng Việt Nam mình ở bên trái, đi là bên phải đường. Nên qua đây thì mình muốn thi bằng hay là đổi bằng gì thì nên học từ đầu đi cho nó chắc, ra đường khỏi mấy công ủi đít người ta. Thì cái phí học ban đầu của bằng ô tô thì tầm 20 đến 30 man đấy, đâu đó khoảng bao nhiêu ta, 30 cho đến 40 triệu tầm đấy. Nói chung là cũng cần nên có một cái bằng ô tô, rồi sau đó mua một chiếc để mình có thể thoải mái hơn trong việc mà di chuyển hoặc là làm cái gì đó nó tiện lợi hơn. Khung cảnh thật là yên bình nhỉ, trông yên tĩnh lắm. Không khí ở đây đúng là dành cho người cao tuổi, nó khác xa với các tỉnh thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Aichi gì đó. Ở đây nó yên bình lắm. Rồi, hết nhạc mất rồi. Trời cũng đã chuyển mưa rồi. Chắc mình cũng dạo một xí là mình về đây. Đây là cái chỗ sáng mình quay nè. Nhìn rất là thơ mộng. Ở dưới là có hai cái bờ kè dọc mấy cây số nó như nhau hết luôn. Lá đỏ vàng nhìn nó chiêu lắm. Chỉ có lá thôi, rác thì không có. Đây là cái đoạn mình gặp, mình chào bác hàng xóm nè. Nhà của bác rất là nhỏ và xinh. Đây, cho mọi người xem nè. Đó. Nhà nhìn đẹp nha. Ở phía trên đây là, cho nên là cái nhà hàng xóm bên cạnh mình, ui rất là đại gia luôn. Nói chung khu đại gia nhiều lắm. Nhà người ta làm phía trên, ở dưới là người ta làm để đổ xe này. Kiểu nó cổ như Trung Quốc ấy. Trên cái xe ô tô là cái căn hộ mình đang ở. Cái căn hộ mình ở thì dễ nhận dạng lắm. Chỉ cần thấy cây ô liu trước căn hộ là đó là nơi mình ở. Nhìn đẹp nha. Lá vàng đỏ xanh đủ.
Đây, cây ô liu đây. Cây ô liu tiếng Nhật là Oribu. Nó là xe đạp của một chiếc chính giữa là của hai em Myanmar, còn hai chiếc còn lại thì không biết của ai cả. Tại vì cũng có người thuê căn hộ ở chung á mà ít gặp lắm. Cái làm về họ đóng cửa lại họ ngủ. Đi lúc nào cũng hay luôn. Thôi, tạm biệt mọi người nha, hẹn clip sau nha. Bye bye.